nói nghe nè, một cô gái đó mà muốn sống hạnh phúc viên mãn thì chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là cổ phải quen được đúng người, hai là cổ phải quen nhiều người. Thiệt, cuộc tình mà không đúng người là phải đông người liền cho tôi. Chứ mà bây giờ hả, con thà bạn trai một hoài nó không chịu thay đổi là dở hỏi ổng liền. Một là anh là đúng người, hai là cuộc tình này trở nên đông người liền. Đó, hỏi đi, đã anh chọn đi. Tính nóng như kem vậy đó, không có buông tay, không có níu kéo, chỉ có nạp thêm vô thôi. Tối hôm qua là do có một cái giấc ngủ ngon, sáng ngủ dậy cái làn da nó rất là ấm ả, đánh nền nó rất là ăn, cho nên nó hơi có hơi lột lưỡi xíu. Tự hào nha, là một làn da mà không có xài filter nè, không có cong vẹo gì hết nha. Đó, ngay cả đánh nền lát cuối clip thì mọi người sẽ thấy mặt mọc thôi. Và tất cả mọi người thì đều biết cái Luna là đạo retinol và tretinol. Và Luna vừa mới phát hiện ra một em cực kỳ thú vị luôn, đó là mặt nạ ngủ nhưng mà là retinol. Đó đó, con bé mặt nạ ngủ retinol của thương hiệu La Mercy. La Mercy by Trang Lavender là một clinic nè, skin clinic thẩm mỹ viện vô cùng nức tiếng đó, mà có rất là nhiều người nổi tiếng đến. Chắc chắn là mọi người cũng đã thấy em ấy rồi đúng không? Sang xịn mịn nha, con bé này được sản xuất tại Mỹ đó mọi người, và được nhập khẩu trực tiếp về bởi nhà La Mercy by Trang Lavender nha. Chuyên trị da sần sùi nè, xỉn màu nè, lỗ chân lông to nè, có mụn đầu đen nè. Tất cả mọi người hả, ai mà có những vấn đề này bơi vô đây hết nha. Kể cả những nàng nào mà da dễ bị kích ứng, mà có hơi mẫn cảm, hơi sợ, hơi bị dưỡng thì cũng sử dụng được luôn nha. Tại vì em bé có một cái công nghệ rất là mới, đó là công nghệ retinol, nó được bọc ở trong hợp chất để có thể thẩm thấu vào sâu và chỉ hoạt động đúng nơi cần hoạt động thôi. Ngoài ra còn có 2% chiết xuất từ cúc bạn diệp giúp thu nhỏ lỗ chân lông và những cái hợp chất khác giúp dưỡng ẩm, mềm mịn, dịu dàng nha. Không có khó chịu đâu. Bản thân Luna cũng là một người mà hay sử dụng tretinol và retinol, và Luna chỉ cần sử dụng đúng một đêm không có bong tróc mà sáng ngủ dậy là cái da hả nó mịn màng, cảm thấy y như là cái trứng gà bóc gì đó. Một set như này thì có 4 lọ nha, và xài rất là ổn mọi người. Một lọ thì Luna xài thoa được 2 đêm, vị chi là 2, 4, 6, 8, 8 bữa là nguyên một cái liệu trình, một cái package, là cảm thấy cái da của mình đã rất là khác rồi. Luna thumbs up đó. Còn có chiết xuất từ hỗn hợp những cái loại dầu thực vật nè, và 4% sodium BCA nữa, cho nên là cân bằng cái sự dưỡng ẩm nè, và hạn chế tối đa những cái gốc tự do để giúp chúng ta có thể hạn chế cái quá trình lão hóa. Sáng ngủ dậy là cảm thấy cái mặt rất là ổn luôn. Trong đây thì em bé còn có một cái lá thư hướng dẫn sử dụng nha, cho chị em nào hơi gà mờ xíu. Chúng ta sẽ sử dụng trong 4 đêm liên tiếp là chúng ta đã cảm thấy, nhưng mà thật ra tôi thấy một đêm là cái mặt tôi nó đã khác rồi đó. Sau khi mà chúng ta thoa serum và kem dưỡng ban đêm xong thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng thoa cái em này lên là sáng mai ngủ dậy, cái mặt là hả, y như cái bánh mochi luôn, tha hồ ra ngoài tự tin mà gom 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 crush vô. Và đây là cái gương mặt mọc của Luna nha. Bữa giờ mệt hả, xám xịt xám xỉu luôn, nhưng mà hả, sau ngủ một giấc đầy đủ phải là khát bọt liền, không hề có miếng filter này nha mọi người, không có cong vẹo gì hết nha. Trộm mí tự tin đó. Sau khi mà đã thoa serum và kem dưỡng xong rồi á, thì chúng ta sẽ thoa một cái lớp mặt nạ ngủ như vậy lên mặt. Chứ nó có hơi có hint vàng nhẹ thôi mọi người, nhưng mà sẽ thấm hút rất là nhanh. Và tuyệt đối là đừng có lo không có dây ra mền gối đâu, chỉ cần vài giây thôi là nó đã khô ráo lại rồi. Sáng mai mà ngủ dậy rửa cái mặt ra là xỉu, là ưng xỉu luôn đó. It's now or never. Không phải bây giờ thì là bao giờ nhỉ? Không bao giờ quá sớm hay không bao giờ quá trễ, không phải là quá khứ cũng không phải là tương lai, ngay cái khoảnh khắc này luôn. Cho nên hãy chăm sóc bản thân mình thật là tốt, để mà mở mắt vậy là cảm thấy sẵn sàng ao vào và tận hưởng cái ngày hôm nay ngay lập tức nha. Yêu bản thân mình thật là nhiều nha. Bye bye.